Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vụ án xảy ra trong đêm tại căn nhà khuất nẻo, vắng người qua lại. Nạn nhân là người mẹ đơn thân cùng đứa con trai. Hung thủ không chỉ lấy đi toàn bộ tài sản ít ỏi của hai mẹ con, mà sau khi ra tay sát hại nạn nhân, còn giở trò đổi bại với người phụ nữ đáng thương. Vụ án không dấu vết nên sau 18 ngày quyết tâm cao độ, vất vả, lực lượng công an đã tìm ra thủ phạm. Chi tiết vụ án mạng nghiêm trọng này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 22 tháng 1 năm 2017, chị L có việc sang nhà chị gái ở phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dựng xe ngoài cổng, thấy cửa mở, chị lên tiếng gọi nhưng không nghe ai trả lời. Đưa tay đẩy cửa, chị bàng hoàng phát hiện chị gái mình là Nguyễn Thị VA, sinh năm 1986, và cháu trai Trần Văn V, sinh năm 2007, nằm bất tỉnh trên giường, vết máu vương vãi khắp nơi. Chị L vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ. Nhận tin báo, Công an thành phố Sông Công, Thái Nguyên phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, phối hợp bảo vệ hiện trường. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lại xảy ra giáp Tết nên lực lượng công an nhanh chóng tập trung lực lượng điều tra. Tại hiện trường, đồ đạc bị xáo trộn, nhiều vết máu vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, chị VA còn có dấu hiệu bị hiếp dâm. Căn cứ dấu vết thu thập được tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định đây là vụ án giết người, cướp của, hiếp dâm. Bởi ngoài việc mẹ con chị VA bị đánh nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng, nạn nhân còn bị mất một nhẫn vàng tây, một điện thoại di động và gần 3 triệu đồng. Được biết, chị VA có con riêng, chồng đã ly hôn. Nhà chị ở khá biệt lập trong khu vực hẻo lánh, ít có quan hệ với người xung quanh. Vụ án xảy ra ban đêm, không có nhân chứng. Tại thời điểm cơ quan điều tra có mặt, cả hai mẹ con chị Vân Anh đều bất tỉnh nên không cung cấp được thông tin, nên công tác điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, hung thủ ra tay manh động, ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, giao cho phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Sông Công nhanh chóng điều tra để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, trấn an dư luận. Trên cơ sở các dấu vết tại hiện trường, ban chuyên án đặt ra nhiều tình huống để tiến hành điều tra. Nhiều mũi trinh sát được cử đi xác minh triệt để số đối tượng nghi vấn, đặc biệt đều có xét nghiệm ADN để phục vụ công tác điều tra, khoanh vùng và loại diện đối tượng. Ban chuyên án cũng cử trinh sát truy tìm nghi vấn từ vật chứng là gần 3 triệu đồng, chiếc nhẫn màu vàng có đính đá và chiếc điện thoại mà chị cũng mới mua lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Mặc dù là những ngày cận Tết, các trinh sát vẫn có mặt ở từng con ngõ của thành phố Sông Công để xác minh những đối tượng hình sự, cờ bạc, nghiện hút và chú ý cả những đối tượng vãng lai chưa về quê ăn Tết để tìm ra manh mối hung thủ. Giả soát cả những điểm cầm cố vàng, mua bán điện thoại cũ trên địa bàn. Hàng trăm đối tượng tình nghi được giả soát và loại đi khi có căn cứ xác đáng. Quá trình điều tra, trinh sát đặc biệt chú ý đến một chiếc áo len để lại hiện trường. Trên hai cánh tay áo có vết máu. Tập trung giả soát cùng phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, các trinh sát nhận được nguồn tin quý báu về chủ nhân chiếc áo này. Mời lên làm việc, người này thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với chị VA và đặc biệt tỏ ra hết sức hoảng sợ, lo lắng. Tuy nhiên, khi tiến hành xét nghiệm ADN của người này lại không phù hợp với mẫu ADN thu được tại hiện trường. Vụ án tưởng đã được làm sáng rõ, nhưng khi có kết quả xét nghiệm ADN thì lại rơi vào bế tắc. Như vậy, kẻ tình nghi đã bị loại khỏi, còn hung thủ thực sự là ai? Ban chuyên án đã triệu tập một cuộc họp bất thường nhằm truy ngược lại quá trình điều tra, xem có điểm mấu chốt nào chưa được làm rõ. Tất cả các điều tra viên, trinh sát đều nhận định hung thủ cực kỳ tinh vi, xảo quyệt. Quá trình gây án đều không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hắn tính toán kỹ lưỡng từng thời gian, địa điểm và khu vực nhằm đánh lạc hướng điều tra. Nhưng quan trọng hơn cả là chiếc điện thoại di động, chiếc nhẫn vàng, tang vật vụ án hiện đang ở đâu, tiêu thụ đi nơi khác hay vẫn còn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là manh mối nhằm tìm ra hung thủ. Rất nhiều mũi trinh sát lại tiếp tục được tung ra. Ban chuyên án nhận định có thể hung thủ không phải là người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc vụ án đang bế tắc thì có tin của trinh sát báo về, chiếc điện thoại của nạn nhân đang được sử dụng tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Ngay sau đó, ban chuyên án báo cáo thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng đang sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu người sử dụng chiếc điện thoại có phải hung thủ không? Ngày 7 tháng 2, tổ trinh sát gồm 5 đồng chí được cử xuống Công an huyện Nghĩa Hưng tìm kiếm người sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân và xác định đó là Đới Văn Quảng, sinh năm 1991, trú tại tổ 10, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Quảng chưa có tiền án tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt là từng đi bộ đội, đóng quân gần hiện trường nơi mẹ con chị VA bị sát hại.
Tuy nhiên, Quảng không có mặt tại nhà và nam thanh niên này thường liên tục thay đổi chỗ ở, chỗ làm. Gần đây nhất, Quảng có về quê ăn Tết rồi lại đi đâu đó. Tuy nhiên, có thông tin Quảng đi thăm bạn ở Quảng Ninh sẽ về thăm nhà trong ngày 9 tháng 2. Lúc này, ban chuyên án nhận định có thể Quảng chính là thủ phạm gây án chứ không đơn thuần chỉ là đối tượng tiêu thụ chiếc điện thoại của chị VA. Trước tình hình đó, các tổ trinh sát tiến hành nhận diện chính xác hung thủ và bắt giữ nhanh gọn, không để đối tượng chống trả. Vì chỉ cần một chút sơ hở, đối tượng sẽ cao chạy xa bay. Trưa ngày 9 tháng 2, tổ truy bắt quyết định hành động. Tại bến xe thị trấn Rạng Đông, trinh sát phát hiện đối tượng ngồi trên chiếc xe buýt đã tiến hành vây bắt. Thấy bóng công an, Quảng lập tức bỏ chạy, nhưng được hơn 500m thì bị tóm gọn. Khi mới bị triệu tập, đối tượng rất quanh co, không chịu khai nhận gì. Nhưng với chiếc điện thoại của nạn nhân mà y đang sử dụng, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, Quảng khai hắn đi làm ăn tại tỉnh Long An. Ngày 21 tháng 1 năm 2017, hắn về đến Nam Định nhưng lại nảy sinh ý định đi thăm đơn vị cũ tại tỉnh Thái Nguyên, nơi hắn tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2010 đến năm 2011. Bắt taxi tới đơn vị lại thấy đóng cửa, hắn tiếp tục đến nhà người quen nhưng cũng không gặp. Trên đường đi ra, Đới Văn Quảng nhìn thấy hai mẹ con chị VA ở khu vực vắng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Đợi đến 23 giờ đêm đó, hắn dùng thanh gỗ cậy cửa, đột nhập vào nhà, lục soát lấy đi tài sản của người mẹ đơn thân. Khi bị chị VA phát hiện, truy hô, hắn liền dùng thanh sắt đánh liên đầu vào mặt chị. Lúc này, con trai chị VA thức giấc, hắn lại đập vào đầu cho bé. Thấy cả hai nạn nhân bất tỉnh, hắn đã thực hiện hành vi đồi bại với chị VA rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Với quyết tâm tấn công tội phạm, sau 18 ngày không nản chí, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ kẻ gây án. Gần nửa năm sau ngày gây án, Đới Văn Quảng đã phải nhận mức án 30 năm tù giam cho cả 3 tội danh mà hắn đã gây ra. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rạng sáng ngày 8 tháng 12 năm 2021, Trực ban Công an huyện Châu Đức nhận tin trình báo của một người dân về một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Quảng Long, xã Kim Long. Nạn nhân là chị Danh Thị Hạnh Minh, bị trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Còn nạn nhân khác là chị Đặng Thị Kim Oanh mất tích. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Châu Đức cử ngay các tổ công tác đến bảo vệ, đồng thời báo cáo Công an tỉnh cử các đơn vị nghiệp vụ xuống phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, ghi nhận lời khai của những người xung quanh để mở hướng điều tra. Tại thời điểm trên, hiện trường chỉ còn lại một chiếc xe gắn máy đã bị đốt trơ khung. Xung quanh có nhiều vết máu nhưng không thấy dấu vết của những cuộc vật lộn hoặc đồ đạc của người bị hại còn sót lại. Cơ quan công an đến bệnh viện lấy lời khai ban đầu của chị Minh, nhưng vì vết thương quá nặng, nạn nhân đang mê man trong phòng hồi sức cấp cứu nên không hỏi được gì. Mở rộng lấy lời khai của những người xung quanh, cơ quan công an nhanh chóng tìm ra được những người thân của gia đình nạn nhân cùng đi lúc đó là anh Trần Trọng Bình, sinh năm 1991 và cháu Nguyễn Thị Ngọc Thi, sinh năm 2007. Theo lời anh Bình, đêm hôm ấy cùng mọi người đến nhà Trần Thanh Hải định đòi lại chiếc áo khoác của bố chị Oanh mà Hải cầm trước đó. Nhưng vừa dừng xe chưa được bao lâu thì hắn cầm dao xông ra nhằm thẳng hướng anh tấn công. Thấy vậy, anh Bình quay đầu chạy thoát, lát sau quay lại thì thấy chị Minh bị thương nhiều vết trên người nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu và nghĩ rằng những người còn lại đã chạy thoát an toàn. Tuy nhiên đến rạng sáng hôm sau thì bố chị Oanh điện thoại thông báo tìm mãi không thấy con và có khả năng đã bị Hải bắt cóc, mang đi giấu ở đâu đó. Nhận thấy lành ít dữ nhiều, anh Bình gọi điện thoại đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Xác định Hải là đối tượng nghi vấn. Bởi sau khi xảy ra vụ việc thì không thấy hắn xuất hiện, người nhà cũng không biết hắn đi đâu. Cơ quan công an đã lập tức triển khai nhiều mũi công tác, một mặt truy tìm Hải trong các khu vườn điều, rừng cao su và các căn chòi bỏ hoang ngoài dãy. Mặt khác chốt chặn tất cả các ngả đường có thể thoát ra khỏi khu vực, đồng thời thông báo cho các trạm chốt cảnh sát giao thông nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì tìm cách giữ lại, rồi thông báo cho các trinh sát hình sự đến lấy lời khai. Riêng công an địa phương có nhiệm vụ rà soát tất cả các mối quan hệ bạn bè xem Hải có tá túc ở đó không. Đồng thời đả thông tư tưởng đối với những người thân để nếu họ biết Hải ở đâu thì vận động ra đầu thú. Hơn 20 giờ liên tục quần thảo khắp các cánh rừng điều, cao su, dãy cây ăn quả, vạch từng bụi cây bờ cỏ mà không tìm được Hải. Trong khi hy vọng về sự sống của nạn nhân Kim Oanh vẫn còn mờ mịt,
khiến các trinh sát như ngồi trên đống lửa. Đang trong lúc dự kiến mở rộng địa bàn tìm kiếm sang các huyện, tỉnh lân cận, thì sáng sớm ngày 9 tháng 12, Hải được người thân đưa đến công an huyện Châu Đức trình diện. Sau khi được một điều tra viên mua cho phần ăn sáng, ly cà phê, gói thuốc lá, Hải run rẩy khai. Lúc ấy, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, hai chị Đặng Thị Kim Oanh và Danh Thị Hạnh Minh cùng anh Trần Trọng Bình chở theo cháu Nguyễn Thị Ngọc Thi cùng ngụ xã Bào Trinh, huyện Châu Đức đi trên hai xe máy đến trước cửa nhà Hải. Vừa dừng xe, những người này lập tức gọi Hải ra để đòi lại áo khoác mà mẹ Hải trước đó đã lấy của ông Đặng Văn Điền, 62 tuổi, bố ruột của chị Oanh. Do có mâu thuẫn từ trước nên Hải không những không mang áo trả mà còn chạy ra chửi bới rồi đuổi những người này đi chỗ khác. Thấy những người này không chịu đi, Hải chạy vào nhà cầm hai con dao xông ra hăm dọa rồi đuổi đâm người lớn tiếng nhất là anh Bình, nhưng anh này đã nhanh chân chạy thoát. Bực tức vì không xử được người đàn ông dẫn đầu nhóm, Hải đã cầm dao quay lại nhắm người có mâu thuẫn trực tiếp với mình là chị Minh, đâm chém túi bụi gây thương tích nặng. Lúc này chị Oanh thấy người thân bị tấn công đã xông đến giải thoát, nhưng chỉ có chị Minh kịp trốn thoát, còn Oanh thì bị Hải dùng dao rượt đuổi tấn công cho đến khi chị này đổ gục xuống đường mới chịu dừng tay. Chưa hết cơn say máu, Hải bỏ mặc nạn nhân rồi tiếp tục chạy ngược chạy xuôi dọc theo con đường tìm kiếm anh Bình, chị Minh nhưng không thấy. Trong cơn điên loạn, lại sợ bị sa lưới pháp luật, Hải chạy đến chỗ chị Oanh đang nằm, phát hiện chị này đã tắt thở nên đặt lên xe gắn máy rồi vào nhà lấy xăng ra đốt hòng phi tang. Tuy nhiên vừa cháy được một lúc, một người phụ nữ là người nhà của chị Minh điều khiển xe máy đến hiện trường. Do quá hoảng sợ nên người này quăng xe gắn máy chạy bộ về hướng ngược lại. Nghi khả năng người phụ nữ này đi trình báo công an, Hải vội vàng chạy vào nhà lấy xô nước ra tạt để dập lửa, lấy bao tải trùm thi thể của chị Oanh lại, dùng xe máy biển kiểm soát 72X2-3001 trở đến căn nhà bỏ hoang nằm giữa dãy cao su của người dân, cách hiện trường khoảng 150m, ném xác xuống. Trên đường tháo chạy, hắn chợt nghĩ lúc này chắc có nhiều người và có thể có cả công an cũng đã biết chuyện. Hơn nữa, trước đó chủ nhà này có đào mấy giếng cạn lấy nước, tưới cây nên Hải đã quăng xe vào bụi cây, chạy bộ lại căn nhà hoang, tiếp tục kéo bao tải đựng xác của chị Oanh ném xuống giếng cạn và hắn cũng nhảy xuống đó trốn luôn. Sớm ngày 9 tháng 12 khi cơn đói như xé từng khúc ruột lại bị công an vây giáp, biết không thể trốn thoát nên Hải đã quyết định lên khỏi giếng cạn nhờ người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú. Cũng theo lời khai của Hải, trước đó gia đình chị Danh Thị Hạnh Minh có mua một thửa đất giáp danh với đất của hắn. Đến giữa năm 2020, khi chị Minh thuê người đến xây hàng rào thì phát hiện một số cọc tiêu bị gãy đổ nên cho rằng Hải đã cố tình làm vậy để lấn chiếm đất. Khi Hải cùng những người thân trong gia đình đứng ra giải thích là do trâu bò thả rông làm gãy đổ thì bên phía chị Minh không chịu, từ đó xảy ra xích mích cãi cọ, chửi mắng lẫn nhau. Vụ việc đã được các cấp chính quyền địa phương nhiều lần gọi lên hòa giải, đồng thời hướng dẫn mọi người thực hiện cắm danh theo bản đồ quy hoạch chi tiết của xã, nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung. Đỉnh điểm là lần gặp nhau nói chuyện vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, thấy mẹ mình bị bên kia áp chế, lại đang trong cơn say, không thể kiềm chế được bản thân, Hải đã dùng dao chém chị Minh gây thương tích 7%. Ngay sau vụ việc ấy, công an huyện Châu Đức mời hai bên lên làm việc, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm Hải đi khỏi nơi cư trú trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử. Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức mở phiên xét xử vụ án và tuyên phạt Hải 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên do xét thấy Hải là lao động chính kiếm cơm nuôi mẹ già và con nhỏ nên trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 19 tháng 10, cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên giảm án phạt cho Hải xuống 9 tháng tù và chờ thi hành án. Cho rằng mình bị xử ép, Hải mang lòng thù hận đối với cả cấp xét xử lẫn nạn nhân và chỉ chờ có cơ hội sẽ ra tay trả thù. Biết con mình ôm mối hận trong lòng, mẹ Hải đã gọi những người trong dòng họ đến đả thông tư tưởng. Và khi ấy, Hải giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng thì lại hun đầy thù hận vì cho rằng những người trong nhóm của chị Minh đã cố tình đẩy mình vào tù tội, trong khi gia đình lại nhu nhược không chịu đứng ra bênh vực. Đến hôm trước khi xảy ra án mạng, trong một lần thấy mẹ sau khi va chạm với cha của chị Oanh về việc ông này
hái trái cây làm xô lấn hàng rào, trở về có cầm theo chiếc áo khoác. Hải cho rằng mọi người đã hùa với nhau để lừa hắn nên đã âm mưu ủ mưu sát hại cả gia đình chị Minh để trả thù. Và đến đêm ngày 7 tháng 12, khi thấy đám đông đến đòi áo, Hải đã dắp tâm hành động. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.